Shinichi okay, à Shinichi câu này mà Shinichi hay nói. Ok, thử rồi. Xin chào mọi người, tôi là thám tử trung học Kudo Shinichi. Vãi. Wow. Câu đó Shinichi hay nói. Đỉnh. Ông bạn rất quan trọng, được đấy. Tuyệt vời không? Mời đi. Mời vậy đâu đây? Shinichi với Kimuchi hợp dữ các bạn. Được con Bảo, thấy được con Bảo. Rồi quá trời hợp luôn rồi. Được nha, ok, được. Phương là gì Phương? Phương là Shizuka hả? Shinichi, Shizuka là không có gì mà không có liên quan gì luôn á. Giờ kêu chị Chi cái cây này cứu nè, lẹ lên. Chị yêu dấu. Rồi Thiên Bảo này lên, lại lên tóc đỏ đi. Thiên Bảo là phải kêu là bé yêu của anh, cứu anh với. Đèn đứng chỗ hồi sinh mà không ai kêu hết trơn á. Được không trời. Lẹ lên. Lỡ người yêu và ghen sao? Lỡ người yêu và ghen sao? No, My không có người yêu. Okay, vì đồng đội nha, vì đồng đội. Bé yêu của anh, cứu anh với. Chơi giờ chọn đi ăn cơm đi, chiên cơm ăn nha. Ok, chiên cơm ăn đi để đói á. Trời ơi, lần đầu tiên thấy Bảo quan tâm luôn á. Đồng đội mà phải quan tâm nhau chứ trời. Sao nói vậy? Sao nói tôi vậy? Ok. Hả? Ôi giọng. Có gì đâu mà okay. Hay gì? Ủa chứ giọng tôi không hay hả? Không, nhưng mà kiểu giọng tôi này Shinichi của team tôi. Shinichi hả? Mình là Rani. Nhưng mà nếu ông là con gái thì ok nha. Nhưng mà ông là con trai thì thôi bỏ đi ông ơi. Con trai bỏ càng thích đúng không? Đã thay đổi. Giọng này. Đúng không? Không nha, tôi không thích con trai nha. Vậy thích ai? Thích Kimuchi hay đúng không? Lại dụ phải không? Thôi đúng không? Thôi. Dạ đúng rồi. Tôi càng lắm rồi. Ây da. Ây da. Để đó tôi, để đó tôi. Cái gì vậy bạn? Không có bắn. Trời ơi. Không buồn quá. Chơi game kiếm này là không có không, gì buồn. Buồn buồn không có cứu được chi thôi chứ. À trời ơi, thấy gì chưa Phương? Đúng rồi. Buồn vậy thôi, buồn vậy thôi. Không cứu được đồng đội thôi. À, ra bảo chỉ xem tao như là đồng đội thôi.